Chào các bạn, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ làm đề số 11 trong tập đề ôn thi giữa kỳ 2. Đề này thì gồm có 3 phần. Phần trắc nghiệm 4 lựa chọn thì sẽ có 12 câu. Phần trắc nghiệm đúng sai có 4 câu và phần trắc nghiệm điền khuyết trả lời nhanh đó, có 6 câu. Rồi, câu 1. Cho các số thực A, B, M, N khẳng định nào sau đây là đúng? Câu A, A mũ M tất cả mũ N bằng A mũ M cộng N. Ý này sai nha, nó phải bằng là A mũ M nhân N. Đó, nên ý này sai. Câu B, A mũ M nhân A mũ N bằng A mũ M cộng N, đúng. Câu C, A mũ M chia A mũ N bằng nhân N của A mũ M, sai. Nó phải bằng là A mũ M trừ N mới đúng. Câu D thì người ta tách kiểu này là quá sai luôn. Vậy thì đáp án của mình là câu B. Câu số 2, cho số thực A dương thỏa mãn một phần A tất cả mũ 24 lớn hơn một phần A tất cả mũ 23, khẳng định nào sau đây là đúng? Thì để suy ra được A thì mình phải đi xét cái cơ số một phần A nó như thế nào với một. Thì mình thấy ở đây là một phần A tất cả mũ 24 lớn hơn một phần A tất cả mũ 23 và 24 lớn hơn 23. Vậy thì bạn thấy là chiều của hai cái bốc phương trình này nó cùng nhau, cùng chiều, nên là cơ số phải là lớn hơn 1. Cơ số là 1 phần A nha, lớn hơn 1. Vậy thì suy ra A phải nhỏ hơn 1. Mà đề cho A là số thực dương nữa. Cho nên đáp án của mình là câu A. Câu số 3, cho A lớn hơn 0, giá trị của loga cơ số 749A bằng loga cơ số 7 của 49A thì nó bằng loga cơ số 7 của tích thì thành tổng hơn là tổng của hai loga. Rồi, 49 chính là 7 mũ 2, vậy loga cơ số 7 của 49 là bằng 2. Loga cơ số 7 của A viết lại, vậy đáp án của mình là câu C. Câu số 4, cho loga cơ số 3 của 5 bằng A, loga cơ số 3 của 2 bằng B. Tính loga cơ số 2 của 30 theo A và B. Loga cơ số 2 của 30. Bây giờ cô cần loga cơ số 3 nha. Vậy thì cô chèn vào đây cơ số 3 thì nó sẽ bằng loga cơ số 3 của 50 chia cho loga cơ số 3 của 2. Đó, 50 á, 50 thì nó là bằng 2 nhân 5 25, 2 nhân 5 bình. Vậy thì nó sẽ bằng loga cơ số 3 của 2 cộng loga cơ số 3 của 25 chia cho loga cơ số 3 của 2. Thì loga cơ số 3 của 2 là A rồi nè. B. 25 chính là 5 mũ 2, vậy thì nó sẽ bằng 2 lần loga cơ số 3 của 5. Vậy là 2A chia cho B. Đó. 2A cộng B chia B. Nhầm. Trên này là số 30 mà. Sao cô nhìn ra 50 ta? 30, 30 thì nó sẽ bằng 3 nè. Nhân 2 nhân 5. À, vậy thì nó sẽ bằng như thế này. Đúng không? Đó thì loga cơ số 3 của A của 2 là A nè. Loga cơ số 3 của 5. Này là B nè, này là A nè. Cộng 1 nè. Chia cho B. A cộng B cộng 1 chia cho B, đáp án của mình là câu A. Câu số 5. Phương trình loga cơ số 2 của x cộng loga cơ số 2 của x trừ 3 bằng 2 có bao nhiêu nghiệm? Ở đây là loga cộng loga bằng 2, vậy thì mình sẽ đi đặt điều kiện trước nha. Điều kiện ở đây là biểu thức lấy loga lớn hơn 0. Vậy thì có hai loga là hai điều kiện, x lớn hơn 0 và x trừ 3 lớn hơn 0. Tương đương x lớn hơn 0 và x lớn hơn 3. X lớn hơn 0 và x lớn hơn 3 thì tương đương với lại x lớn hơn 3. Rồi. Khi đó cái phương trình 1 của mình đó, nó sẽ trở thành là loga cơ số 2 của x nhân với x trừ 3. Đó. Loga của tổng thì bằng loga của mật tích. Tổng hai loga thì bằng loga của mật tích bằng 2.
Mình đã đặt điều kiện ở bên trên rồi nên mình biến đổi vô tư nha. Vậy thì tương đương với x nhân với x trừ 3 sẽ bằng 2 mũ 2. 2 mũ 2 là bằng 4. Vậy thì tương đương với x bình trừ 3x trừ 4 bằng 0. Thế thì mình sẽ có hai nghiệm là trừ 1 với 4. X bình trừ 1 với lại x bằng 4. Thì x bằng trừ 1 mình loại, còn x bằng 4 mình nhận. Thế thì đáp án của mình là một nghiệm, câu A. Câu số 6, cho phương trình 7 mũ bằng 49 có tổng tất cả các nghiệm bằng. Ok. 7 mũ 2x bình cộng 5x cộng 4 bằng. Đây là phương trình mũ đưa về cùng cơ số, 49 đưa về 7 mũ 2. Vậy thì tương đương với lại 2x bình cộng 5x cộng 4 bằng 2 ha. À, chuyển vế qua đưa rút gọn lại là thành 2x bình cộng với 5x cộng với 2 bằng 0. Nó đây hai nghiệm, câu này hình như nó có trước căn nè. Tuy nhiên tổng các nghiệm, tổng chính là S bằng x1 cộng x2 thì nó sẽ bằng là trừ B chia A. Trừ B chia A là bằng trừ 5 phần 2. Vậy đáp án của mình là câu A. Rồi, còn không bạn bấm ra nghiệm rồi bạn cộng lại cũng được ha. Câu số 7. Câu số 7. Tập nghiệm của bốc phương trình 4 mũ x trừ 2 nhân 2 mũ x cộng 1 cộng 3 bé hơn 0 là. Cô đặt đây là 1 nha. Thì cái bốc phương trình số 1 nó sẽ tương đương với 4 mũ x thì là 2 mũ x tất cả bình nè. Rồi. Trừ 2 nhân 2 mũ x cộng 1 là bằng 2 nhân 2 mũ x nhân với 2 nè. Cộng 3 bé hơn 0. Thì lúc này bạn thấy đây là một cái bốc phương trình bậc 2 ẩn là 2 mũ x ha, ẩn là 2 mũ x. Vậy thì cô sẽ viết gọn lại như sau. À, vậy hệ số lần lượt là 1 trừ 4 3 ha. Vậy thì bạn bấm máy tính nó sẽ ra là 1 bé hơn 2 mũ x bé hơn 3. Rồi. Thế thì tương đương với bây giờ mình lấy loga cơ số 2 nha. Loga cơ số 2, vậy thì bên này là loga cơ số 2 của 1 bé hơn loga cơ số 2 của 2 mũ x bé hơn loga cơ số 2 của 3. Rồi, tương đương 0 bé hơn x bé hơn loga cơ số 2 của 3. Đó, vậy thì đáp án của mình là câu A. Câu số 8, tập nghiệm của bốc phương trình là đây là 1 ha. Bốc phương trình số 1 cô tương đương. Thay vì cô đặt điều kiện trên đầu thì bây giờ cô lồng ghép trong cái bước này luôn. Trước hết là cô chuyển số trừ 2 đang đứng một mình kia về phía bên phải thì không ảnh hưởng gì hết ha, nên cô dùng dấu tương đương. Sau đó thì mình đặt điều kiện. Đầu tiên đó là 2x trừ 4 là biểu thức lấy loga phải lớn hơn 0. Và theo phép biến đổi thì 2x cộng 4 sẽ bé hơn hoặc bằng 2 mũ 2. Rồi, thế thì tương đương với ở trên là x lớn hơn 2, ở dưới là x sẽ bé hơn bằng 0. Đó. X lớn hơn 2 hả? Ủa đâu? Cộng 4 mà là trừ 2 chứ. Vậy thì suy ra tập nghiệm S của mình là đi từ số trừ 2 đến số 0 tròn vuông. Đáp án của mình là câu B. Câu số 9, đạo hàm của hàm số y bằng e mũ x bình trừ x cộng 2024 là. Hàm này có dạng e mũ u. E mũ u mà đạo hàm á, thì nó sẽ bằng u đạo hàm nhân với e mũ u. Vậy thì y phẩy của mình sẽ bằng là x bình trừ x cộng 2024 đạo hàm ha, nhân với e mũ x bình trừ x cộng 2024. Rồi, thì sẽ bằng là 2x trừ 1 nhân với e mũ x bình trừ x cộng 2024. Rồi, được chưa? Vậy thì đáp án của mình là câu B. Câu B. Câu số 10, tìm tập xác định D của hàm số y. Loga cơ số A của B điều kiện là A lớn hơn 0 khác 1 và B lớn hơn 0. Thì ở đây cơ số là 1 phần 2, nó đã lớn hơn 0 khác 1 rồi. Chỉ còn lại là x bình trừ 36 thôi. Vậy thì điều kiện là x bình trừ 36 phải lớn hơn 0. Thì tương đương với x lớn hơn 6 hoặc x bé hơn trừ 6. Vậy thì đáp án của mình là câu D. Câu số 11, cho tứ diện ABCD có H là trực tâm của tam giác BCD và AH vuông góc với đáy. Ok, bây giờ vẽ cái trực tâm của tam giác đây ha. Cô vẽ tạm nít ra nít 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 đất. Trực tâm.
Trực tâm là giao điểm của ba đường, đường cao. À, giao điểm của ba đường cao. Ok. Ừ. Rồi có lấy điểm này dựng đứng lên. Được chưa? À. Rồi có nối những cái thằng biết liền này. Đây. A nè, B nè, C nè, D nè. À, đây là H nè. Thì vì H là trực tâm nên BH vuông góc với CD, CH vuông góc với BD. Rồi. AH vuông góc với đáy nên chỗ này có ký hiệu hai dấu góc vuông. Rồi ok chưa? Khẳng định nào dưới đây đúng? Khẳng định nào dưới đây đúng? Một xíu nha. Câu A là CD vuông góc với BD. Ở đây những cái đường mà chéo nhau của các cái cạnh của hình tứ diện á, những cái cặp nào chéo nhau thì những cặp đó sẽ vuông góc với nhau. Thì cô sẽ đi chứng minh cho các bạn coi nghe. Và nếu như mà theo cách cô nói thì AB nó sẽ chéo với CD cho nên nó sẽ vuông góc với nhau. Mình sẽ chứng minh như sau. CD thì vuông góc với BH bởi vì H là trực tâm. CD thì vuông góc với AH bởi vì AH vuông góc với đáy. Thế thì từ đây mình suy ra được là CD vuông góc với lại mặt ADH. Mà CD vuông góc với mặt ABH thì CD sẽ vuông góc với AB. Vậy thì đáp án của mình là câu B. Còn lại AC bằng BD không có cơ sở, AB bằng CD cũng không có cơ sở và CD thì không thể nào vuông góc với BD được. Vậy thì đáp án là B. Câu số 12. Cho hình chó bé ABCD có đáy là hình thoi, SA bằng SC, SB bằng SD. Hình này thì sẽ cho ta SU vuông góc với đáy. Cô sẽ đi vẽ và chứng minh. Câu này thì khá là quen thuộc với mình. Nè. Thì bằng SC. Hiển nhiên O là giao điểm của hai đường chéo của hình thoi thì hai đường chéo vuông góc với nhau và O nó sẽ là trung điểm của mỗi đường. Ha. Vậy thì bạn thấy rằng là khi mà SA bằng SC thì suy ra được rằng là SO sẽ vuông góc với lại AC bởi vì tam giác SAC cân tại S và có O là trung điểm của AC nên SO nó vuông góc với AC. Tương tự như vậy, FB mà bằng SD thì tam giác FBD cân tại S cho nên SO cũng vuông góc với BD luôn. Ha. Vậy thì từ hai cái ý này chúng ta sẽ suy ra được rằng SO vuông góc với mặt A, B, C, D. Vậy thì đáp án của mình là câu B. Rồi, mình đã xong 12 câu trắc nghiệm lựa chọn đáp án như thế này. Bây giờ mình chuyển qua cái phần tiếp theo là trắc nghiệm đúng sai. Trắc nghiệm đúng sai này có 4 câu nha. Câu 13. Cho hình hộp ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy có 6 mặt đều là hình vuông thì cái hình này nó còn gọi tên là hình lập phương. Rồi, giờ câu A nó nói là AC vuông góc với B phẩy, D phẩy, AC. AC nha, vuông góc với B phẩy, D phẩy đúng không? Đúng không? Rồi, mình sẽ chứng minh câu A như sau. Câu A nha. Mình có AC á, thì nó song song với A phẩy C phẩy. Mà A phẩy C phẩy thì lại vuông góc với B phẩy D phẩy bởi vì A phẩy B phẩy C phẩy là hình vuông. A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy là hình vuông. À, thế nên là từ đây chúng ta sẽ suy ra được rằng AC vuông góc với B phẩy D phẩy. Thế thì đáp án A đúng. Rồi. Nên đúng.
Câu B, góc giữa đường thẳng AC và đường A phẩy D phẩy bằng 45 độ. Rồi, góc giữa hai đường thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách là dời theo phương song song ha. Thì mình thấy là AC với A phẩy D phẩy hiện tại nó đang chém nhau chưa có điểm chung. Vậy thì mình sẽ dời đường nào đây? Cô sẽ dời A phẩy D phẩy nha. A phẩy D phẩy nó song song với AD. Đó, nên là góc giữa AC và A phẩy D phẩy nó sẽ bằng góc giữa AC và AD. À, AC và AD thì có phải là cái góc nhỏ này không? Rồi, bằng góc DAC mạnh dạng nó góc đó bởi vì góc này bằng 45 độ. À, do tam giác ADC cân tại C. Đó, rồi vậy thì câu A, câu B này đúng. Câu B này đúng. Đúng luôn. Câu C, góc giữa đường thẳng AC và A phẩy D. AC và A phẩy D bằng 60 độ. Coi thử đúng không nha. Giờ cô thấy là A phẩy D thì nó song song với B phẩy C đúng không? Rồi nối nó lại như vậy. Cô sẽ đi sửa câu C. Câu C là góc giữa AC và A phẩy D. Rồi, thì mình có là A phẩy D á, song song với lại B phẩy C. Cho nên là góc giữa AC và A phẩy D sẽ bằng góc giữa AC với lại B phẩy C. Thì nó chính là góc AC B phẩy và bằng 60 độ. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì tam giác ACB phẩy nó là tam giác đều, do nó ba cạnh của nó chính là ba cái đường chéo của các mặt. Các mặt là hình vuông thì đường chéo nó cũng phải bằng nhau, cho nên là tam giác AB phẩy C vuông. Không phải, AB phẩy C đều đều thì mỗi góc bằng 60 độ ha. Vậy thì câu C này cũng đúng luôn. Câu C này cũng đúng luôn. Rồi, vậy là ba ý đúng rồi nha. Ba ý đúng rồi đây. Rồi, câu D, câu cuối cùng. Câu D là góc giữa BC và B phẩy A phẩy. BC và A phẩy B phẩy. Rồi. Góc này thì nó sẽ bằng góc giữa BC và AB. Ha. Vì AB song song với A phẩy B phẩy. À, hai góc này cách nhau tại B, cho nên nó chính là góc CBA. CBA thì góc này là bằng 90 độ bởi vì hai đường này, hai đường AB và BC vuông góc với nhau. Thế nên là câu số 9 này sai rồi. À, câu câu D này sai rồi. Rồi, chốt lại đáp án là đúng, 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 sai. Ok, câu số 14. Thì cô lưu bài cái đây nha cho để quên. Cho hình chóp ABCD có đáy là hình bình hành, tam giác XAB là tam giác cân tại S, gọi M là trung điểm của AB. Bạn lưu ý là chúng ta không có thêm một cái dữ kiện nào về vuông góc hết nha. À, có tam giác cân tại S, M là trung điểm thì SM vuông góc với AB rồi. Câu A. SM vuông góc với AB thì đúng rồi. Đúng. Câu B, góc giữa SM và đường thẳng CD bằng 90 độ. Có đúng không nha? Câu B nghe. Góc giữa SM và CD thì lại là hai đường chéo nhau. Thì mình thấy là CD thì nó lại song song với AB nên nó chính là góc giữa SM và AB. Đó. Vì CD song song với AB. Được chưa? Rồi. Vậy thì SM và AB là bằng 90 độ là đúng rồi, bởi vì SM vuông góc với AB mà nên ý B này đúng. Ý C, góc giữa đường thẳng SM và đường thẳng AC bằng SM và AC. MAC thì mình thấy là chưa có điểm chung. Vậy bây giờ từ M mình kẻ một cái đường song song với AC thôi. Thì cô gọi đây là N đi ha. Đấy là hình bình hành thì ký hiệu nó phải khác nhau. Thì câu C nè. M và AC nè. Bằng góc giữa FM với lại MN. Hả? Bởi vì MN song song với AC, với N là trung điểm của BC. Đúng. Ý này đúng. Rồi, ý cuối cùng.
Góc giữa đường thẳng FB và AD bằng góc SBC. FB và AD. Thì mình thấy là AD nó song song với lại BC đúng không? Cho nên góc giữa FB và AD thì nó sẽ bằng góc giữa FB với lại BC. Nhưng mà khi mà mình khẳng định là góc FBC thì mình phải để ý thì nó có phải là góc nhọn hay không. Thì ở đây không có một cái khẳng định nào, không có một cái dữ kiện nào để nói được rằng là góc này là góc nhọn hết, cho nên là đáp án này là sẽ sai nha. Sai. Câu này cô sẽ ghi là bằng một cái góc nhọn. Đó. Vậy thì đáp án D sai. Rồi. Vậy thì mình xong câu 14, chuyển qua câu 15. Hai mặt phẳng được gọi là vuông góc nếu góc giữa hai mặt phẳng đó là một góc vuông. Đúng. Góc cuộc chúng bằng 90 độ. Câu B, nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì bất kỳ đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng này cũng vuông góc với mặt phẳng kia. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì đường nào vuông góc với giao tuyến, đường đó vuông góc với mặt phẳng kia. Cho nên câu B này là câu sai, phát biểu sai rồi, thiếu. Câu C, nếu hai mặt phẳng cắt nhau cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì giao tuyến của chúng vuông góc với mặt phẳng thứ ba. Đúng. Câu này nó nói về lý thuyết nha mấy bạn. Câu D, điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng vuông góc là mặt phẳng này chứa một đường vuông góc với mặt phẳng kia. Chính xác. Rồi, vậy thì đáp án là đúng, sai, đúng, đúng. Câu số 16, cho hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều. Hình chóp đều thì hình chóp có đáy là đa giác đều. Chưa đủ. Và XO phải vuông góc với đáy nữa, các cạnh bên phải bằng nhau nữa. Hả? Các cạnh bên phải bằng nhau. Nó phải thiếu cái ý là và các cạnh bên bằng nhau nữa mới được. À, các cạnh bên bằng nhau nha. Rồi. Vậy thì câu A này sai nè. Câu B, độ dài đường chéo của hình chữ nhật có ba kích thước ABC là D bằng A bình cộng B bình cộng C bình. Sai luôn. D sẽ là căn của A bình cộng B bình cộng C bình. Ha. Phải là chỗ này. Nó phải là D bằng căn của A bình cộng B bình cộng C bình. Cái này cô không có vẽ hình giải thích lại nữa. Nó thêm vào lý thuyết các bạn để ý đi ha. Tại sao cô lại kêu bằng căn? Bạn suy nghĩ thử xem. Ý này sai nốt luôn. Câu C, tổng diện tích các mặt của hình lập phương có cạnh bằng A là diện tích hình lập phương là bằng diện tích các mặt nha. Thì hình lập phương có 6 mặt là 6 hình vuông thì bằng 6 nhân cho diện tích của một hình vuông. Diện tích của một hình vuông là bằng A bình, vậy thì nó ra là 6A bình nên là đúng nè. Đúng, sai nha. Câu C đúng. Câu D, hình lăn trụ đứng có các mặt bên là hình vuông. Không nhất thiết, có thể là hình chữ nhật cũng được. Hoặc chữ nhật. Vậy thì đáp án D cũng sai nốt. Rồi, sai sai đúng sai. Xong. Vậy là mình xong tiếp 4 câu trắc nghiệm đúng sai rồi. Bây giờ chuyển qua cái phần điền khuyết. Điền khuyết thì mình sẽ giải ở phía bên dưới. Xong rồi mình điền lên chỗ trống ở phía bên trên. Tuy nhiên ở đây thì cô đã dễ dàng ở đáp án ABCD để cho các bạn dễ khoanh rồi. Rồi, cô đặt đây là phương trình số 1 nha. Thì bây giờ xử lý cái điều kiện trước. Điều kiện là x trừ 1 phải lớn hơn 0 và x trừ 4 phải lớn hơn 0. Thì tương đương với lại ở trên là x lớn hơn 1, ở dưới là x lớn hơn 4. Thế thì suy ra là x sẽ lớn hơn 4. Rồi để đó. Thì cái phương trình số 1 của mình á, mình liếc qua đi mình thấy là hiện tại nó đang chưa có cùng cơ số thì đưa về cùng cơ số. Đưa về cơ số 3 nha. 9 nó chính là 3 mũ 2 nè. Rồi. Có mũ là mang đang trước, mũ 2 mang đang trước là mẫu thì 2 phần 2 hết nè. Vậy thì tương đương với loga cơ số 3 của x trừ 1 cộng loga cơ số 3 của x trừ 4 đó, là bằng loga cơ số 3 của 4. Thì loga của tổng á, thì sẽ bằng loga của tích. Tổng hai loga là bằng loga của một tích. Thế thì nó sẽ tương đương với loga cơ số 3 của
x trừ 1 nhân với lại x trừ 4 ha, thì bằng loga cơ số 3 của 4. Lúc này hai loga cùng cơ số bằng nhau thì mình sẽ suy ra nhanh luôn là x trừ 1 nhân với x trừ 4 sẽ bằng 4, tương đương x bình trừ 5x cộng 4 bằng 4, thì x bình trừ 5x bằng 0 thì tương đương với lại là x bằng 0 hoặc là x bằng 5. Tuy nhiên x phải lớn hơn 4 nên số 0 này mình loại nè, và số 5 này mình nhận nè. Vậy thì phương trình này chỉ có một nghiệm thôi là 5. Câu số 18. Ông A gửi 300 triệu vào ngân hàng theo hình thức lãi kép trong một thời gian khá lâu với lãi suất ổn định trong suốt thời gian tiết kiệm là 5% một năm. Sau khi rút cả vốn lẫn lãi, ông A trích ra 30 triệu để mua sắm. Tính thời gian tối thiểu ông A gửi tiết kiệm để sau khi mua sắm ông còn ít nhất 350 triệu đồng. Thì ở đây chúng ta có công thức lãi suất kép là T bằng A nhân 1 cộng R tất cả mũ N. Được chưa nào? Thì ông này ông gửi vào trong tiết kiệm là 300, có nghĩa là A của ông bằng 300 với lãi suất là 5% một năm, 5% một năm. N thì chưa biết, N thì chưa biết. Thế nhưng mà mình thấy là ông này rút ra 30 triệu để mua sắm, xong rồi còn ít nhất 350 triệu nữa. Vậy thì cái số tiền mà cả gốc cả lãi và ông rút ra phải ít nhất là 380 triệu. Và hiểu được không? Vậy thì theo đề ta có là T lớn hơn hoặc bằng 380 triệu. Đó, 380 triệu. Vậy thì suy ra 300 nhân với 1 cộng 5% tất cả mũ n sẽ lớn hơn hoặc bằng 380. Lớn hơn hoặc bằng 380. Cái máy tính này. Ok. 380 mà chia cho 300 là bằng 19 phần 15. Vậy thì tương đương với 1 cộng 5%, 5% là 0,002 hả? 0,05. Thế thì 0,05 sẽ lớn hơn, mũ n sẽ lớn hơn hoặc bằng 19 phần 15. Đó. Vậy thì tương đương với n sẽ nhỏ hơn hoặc loga cơ số. Ủa khoan, 1 cộng 0,05 thì chỗ này quên, phải có số 1 nữa chứ. Rồi, chỗ này là 1,005. Đúng chưa? Thì chỗ này là n lớn hơn hoặc bằng cơ số 1,005 là nó lớn hơn 1 rồi. 1,05 nha chứ không phải 0,05 nha. Rồi ok. Lớn hơn hoặc bằng loga cơ số 1,05 của 19 phần 10 15. Rồi. Loga cơ số 1,05 của 19 chia 15. Nó ra là 4,84, 4,85. Thì tương đương với n lớn hơn hoặc bằng 4,85. Thế thì bắt buộc ông này phải gửi ít nhất là 5, 5 năm. N là số 5. Câu số 19. Lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng trong thời gian vừa qua liên tục thay đổi. Bác Minh gửi vào ngân hàng một số tiền là 100 triệu đồng với lãi suất là 0,5% trên tháng. Sau 6 tháng gửi tiền lãi tăng lên 0,7% một tháng. Đến tháng thứ 10 sau khi gửi tiền, lãi suất giảm xuống 0,6% một tháng và giữ ổn định. Biết rằng nếu bác Minh không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào số tiền gốc ban đầu.
Sau một năm gửi tiền, bác Minh còn rút tiền thì số tiền nhận được là bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn. Rồi, bây giờ mình sẽ mô phỏng bằng một cái đoạn như thế này. Có nghĩa là bác Minh là bác gửi một năm và hình thức tính lại ở đây là một tháng tính một lần. Thì nó có ba cái sự thay đổi. Ha, ba cái sự thay đổi. Sau 6 tháng, ban đầu gửi vào là lãi 0.5%. Sau 6 tháng có nghĩa là từ tháng đến một thứ một ai à đây tháng thứ một đến hết tháng thứ sáu nha là lãi 0.5%. Rồi đến tháng thứ 10, đến tháng thứ 10 thì tiền lãi ở đâu, sau 6 tháng gửi thì tiền lãi tăng lên đến tháng thứ 10 thì nó giảm xuống, có nghĩa là từ tháng thứ sáu đến tháng thứ 9 ha, tại vì nó nói rất rõ là sau 6 tháng tiền lãi mới tăng. Có nghĩa là từ tháng 7 đến tháng 9 á, là lãi 0.7. Rồi đến tháng thứ 10 là từ tháng thứ 10 nha cho đến tháng thứ 12 cuối năm là lãi nó 0.6%. Hiểu được không? Vậy thì bây giờ mình sẽ trình bày ba giai đoạn như sau. Số tiền bác Minh nhận được, bác Minh nhận được sau 6 tháng đầu năm là, sau 6 tháng là, cô đặt nó là T6 nha, T6 thì nó sẽ bằng A nhân với 1 cộng R tất cả mũ N, R số 1 đi ha. Rồi thì nó sẽ bằng A là nhiêu, là 100 triệu đồng. 1 cộng R1, R1 là 0.5% tất cả mũ, sau 6 tháng thì là mũ 6. Đó. Thì ở đây kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn nên là bạn bấm coi thử nó ra nhiêu. Trăm nhân với 1 cộng 0.5% tất cả mũ 6 bằng. Mình thấy kết quả trong máy tính của mình nó xấp xỉ là 103,038 ha, làm tròn đến hàng phần nghìn. Tuy nhiên bạn đừng có tắt nha, bạn để đó tí nữa bạn bấm tiếp thì kết quả của mình nó mới chính xác được. Rồi. Bây giờ tiếp theo là số tiền bác Minh gửi sau 9 tháng. Sau 9 tháng là cô đọc là T9. T9 thì nó sẽ bằng T6 nhân với 1 cộng R2 tất cả mũ N. T6 cô viết lại là T6, tí nữa bạn bấm cái số đó bạn bấm vô nha. 1 cộng R là 0.7% và bạn biết rằng là 6 tháng đầu là mình đã tính rồi, đến tháng thứ 9 có nghĩa là từ tháng thứ 6 mình tính thêm tiếp nè. 3 tháng tiếp theo là tháng 7, tháng 8, tháng 9 là mũ 3 thôi. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 nha. Đây là từ tháng 7 đến tháng 9 nè. Là lãi là 0.7%. Rồi. Thì kết quả của mình ở đây sắp xỉ bao nhiêu? Cái số hồi này bạn đừng có tắt. Bây giờ bạn bấm tiếp nhân 1 cộng 0.7% tất cả mũ 3. Tất cả mũ 3. Là nó ra sắp xỉ 105,217 ha. Nhưng mà cô cũng không tắt, cô để yên đó. Giờ cô bấm tiếp. Bây giờ mình sẽ tính số tiền bác Minh nhận được sau một năm, có nghĩa là sau 12 tháng. Thì hồi nãy tính đến hết tháng thứ 9 rồi, thì bây giờ còn tháng 10, tháng 11, tháng 12. Có nghĩa là từ tháng 10 đến tháng 12 là lãi là 0.6%. Bạn hiểu được không? Vậy thì T12 sau 12 tháng của mình nó sẽ bằng T9 nhân với 1 cộng R3 tất cả mũ N. Là bằng T9 nhân với 1 cộng 0.6% tất cả mũ 3 tháng. Rồi coi thử nó ra nhiêu nha. 1 cộng 0.6% tất cả mũ 3. Nó ra xấp xỉ 107,122 triệu đồng. Rồi, vậy thì đáp án của mình là câu B. Đó. Bạn hiểu cách thức làm chưa? 107,122. Tiếp tục câu số 20. Câu số 20. Cho tam giác ACD và tam giác BCD nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Biết AC bằng AD
ABC và ABD vuông góc. Ok. Giờ cô vẽ cái hình ra, hình này thì có hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Và bạn thấy là tam giác ACD nó là tam giác đều á nha. Mình có cái định lý đó là nếu hai mặt phẳng vuông góc theo nhau thêm một giao tuyến thì đường nào vuông góc với giao tuyến, đường đó sẽ vuông góc với mặt kia. Rồi. A C D B ở đây. Đây là E ha. Đây là E, cô gọi đây là E đây. Rồi. Mình có là AC nè bằng AD nè bằng B BC bằng BC bằng BD. Vậy ở đây tại sao cô dám vẽ cái đường cao là AE với E là trung điểm của CD? Bởi vì bạn thấy cái tam giác ACD hồi nãy cô nói nó là tam giác đều nhưng mà nó sai nha. Nó chỉ là tam giác cân thôi. Tam giác ACD cân tại A thì AE sẽ là đường vuông góc với CD. Mà AE vuông góc với CD, CD là giao tuyến nên AE chính là đường vuông góc với đáy BCD. Hiểu được chưa? Bây giờ xác định x để hai mặt vuông góc. Đầu tiên thì mình nói cái chỗ này một chút xíu. Đó là tại vì cái phần này điền khuyết nên cô cũng không có gọi, gọi kỹ nha các bạn nha. Mình chỉ có là AE là vuông góc với lại CD. Rồi. Mặt ACD vuông góc với lại mặt A ở đâu mặt BCD. Rồi. Hai mặt này giao tuyến với nhau là đoạn CD, đúng chưa? Rồi. AE thì lại chứa trong mặt ACD. Thế thì từ các cái ý này chúng ta sẽ suy đưa ra được là AE chính là đường vuông góc với mặt BCD. Rồi, AE vuông góc với mặt BCD. Ok. Bây giờ để chứng minh hai mặt ABC và ABD vuông góc với nhau thì góc giữa hai mặt này phải bằng 90 độ. Đó, dựa vào cái ý đó để đi tìm x. Thế thì giờ cô sẽ đi gọi trung điểm của AB. Bởi vì mình thấy mặt ABC và mặt ABD giao nhau theo giao tuyến là AB. Thế thì mình sẽ tìm hai đường vuông góc với giao tuyến để suy ra góc ha. Thì mình thấy là tam giác ACB và tam giác ADB nó là hai tam giác bằng nhau và đều cân. Cân tại C và cân tại D. Vậy thì bây giờ nếu như cô gọi F là trung điểm của BA thì mình có là giờ trình bày nha, mặt ABC nè giao với lại mặt ABD theo giao tuyến là AB. Rồi. CF thì vuông góc với AB. CF chứa trong mặt ABC nha. Rồi, BDF vuông góc với AB. DF chứa trong mặt ADB nha. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được là mặt A BC sẽ à góc giữa mặt ABC và mặt DBC nó chính là góc giữa CF và DF. Và mình khẳng định nó là góc CFD luôn đi, tại vì mình đang cần chứng minh nó bằng 90 độ mà. Cô đặt nó có đây là góc alpha. Ha. Rồi. Để mặt phẳng ABC vuông góc với lại mặt A BAD đi. Thì góc alpha này bằng 90 độ. Rồi. Góc alpha này bằng 90 độ thì suy ra tam giác CFD vuông tại F. Mà tam giác này vuông tại F thì suy ra là CD bình sẽ bằng CF bình cộng với DF bình. Đó. Bạn lưu ý là ABC bằng tam giác ABC đúng không? Thì là tam giác ABD nha. ABD. Và mình sẽ suy ra được là CF bằng FD. Được không? CF bằng FD và nó cùng bằng cái gì? Bây giờ cô tính theo FD đi. Thì mình có FD là đường trung tuyến của tam giác ABD. Vậy thì nó sẽ bằng là AD bình chia 2 cộng với BD bình chia 2 trừ cho AB bình chia 4. Đó. AB
Bình rồi. AC nè. AD, BC, BD này nó đều bằng A hết, đúng không? A, A, A. Thế thì cái chỗ này là A bình chia 2. A bình chia 2 cộng với A bình chia 2. Còn AB, AB bình chia 4. AB là bằng cái gì vậy? AB chưa có. AB chưa có. Tự nhiên mà AB bây giờ bị diễn theo x được không? AB. Ok. AB bình, cái chỗ này cô viết lại số 1 phần 4 đi nha. Thì AB bình nó sẽ bằng AE bình cộng cho BE bình. Đúng không? Ok. Đây nha. Rồi, thôi được rồi, cô viết xuống đây đi. A bình chia 2 cộng với A bình chia 2 trừ 1 phần 4. Rồi. AB bình nó chính là bằng AE bình cộng cho EB bình. Được chưa? Thì A bình chia 2 cộng A bình chia 2 là nó bằng A bình rồi. Đó, đây là đến đây rồi nha. Trừ 1 phần 4 cô viết lại. AE thì lại bằng EB bởi vì hai cái đường này nó bằng nhau. Hai cái đường này nó bằng nhau, vậy thì nó đều bằng là cô sẽ ghi là không dùng cái ngoặc này nữa. 1 phần 4 nha. Nhân với 2 lần AE bình thì sẽ bằng là A bình trừ cho 1 phần 2. AE bình á thì nó sẽ bằng là AC bình trừ cho CE bình. Ừ. Khổ ghê, dài ghê. Vậy thì sẽ bằng A bình trừ 1 phần 2. AC bình là bằng A bình nè. Còn CE bình là X bình chia 4. Rồi. Và đây là đến đây rồi ha. Rồi. Vậy thì cái biểu thức số 1 của mình nè. Số 1 nó sẽ suy ra CD bình chính là X bình bằng CF bằng FD. CF bằng FD. À chỗ này có bình nha. Rồi. Vậy thì CF bình bằng FD bình sẽ bằng 2 nhân với A bình trừ 1 phần 2 lần A bình trừ X bình chia 4. Rồi. Vậy thì tương đương với lại là X bình sẽ bằng là A bình trừ 1 phần 2 A bình là A bình trừ cộng X bình chia 4. Rồi. Vậy thì suy ra X bằng cái gì? Chuyển qua 1 trừ 1 chia 4 là bằng 3 chia 4. 4 chia 3 căn ra là X sẽ bằng 2 căn 3 phần 3A. 2 căn 3 phần 3A, đáp án của mình là câu C. Ui già dễ sợ. Rồi, 2 căn 3 phần 3A. Ok. Câu số 20 xong, câu số 21. Cho hình chóp SABCD có đáy là tam giác vuông tại B. Mặt phẳng FBC vuông góc với mặt phẳng ABC. Ok, vẽ cái hình nghe. S nè, B nè, B đây, C đây, E đây. Tại vì thông thường cô để cái vuông góc với đáy nó nằm bên trái ha. Tam giác đáy là tam giác vuông tại B. Rồi, AB là bằng 3A, BC là bằng 4A. Vậy thì thằng AC này sẽ bằng 5A. Tỷ lệ 3, 4, 5, tỷ lệ tam giác vuông ha. Mặt phẳng FBC vuông góc với đáy FB là bằng 2 căn 3A. Rồi B, góc S BC là bằng 30 độ. Góc này nè. Bằng 30 độ. Tính khoảng cách từ B
cho đến mặt E, A, C. Thông thường mọi cái loại khoảng cách từ điểm đến mặt từ đường song song với mặt từ hai đường chém nhau thì mình đều đưa về chân đường cao hết, thì ở đây hiện tại là mình chưa có nói về cái chân đường cao ha. Cô chỉ ghi lại cái câu đề, bây giờ cô sẽ gọi đây là H. Rồi, thì vậy thì mình nói là trong mặt FBC kẻ SH vuông góc với BC tại H. Thì bạn thấy là hai mặt FBC và ABC vuông góc với nhau theo giao tuyến là BC, mà SH thì vuông góc với giao tuyến, cho nên là SH sẽ là đường vuông góc với mặt đáy ABC. Rồi cô trình bày nhanh như vậy nha. Rồi có SH rồi thì bây giờ khoảng cách từ B cho đến mặt SAC mình sẽ quy về khoảng cách từ H đến mặt SBC. Muốn biết khoảng cách từ B bằng bao nhiêu lần khoảng cách từ H thì bạn hãy tính đoạn BC trên đoạn HC ha. Thì bây giờ cô đi tính BH trước. BH bây giờ mình xét tam giác SBH nha, vuông tại H nha. Thì tìm sin, tìm cos. Cos của góc 30 độ là bằng kề chia huyền chính là BH chia cho SB. Vậy thì suy ra BH sẽ bằng là cos 30 độ nhân cho SB là bằng cos sin 3 cos 6 1 phần 2 căn 3 phần 2, căn 3 phần 2 mà nhân với FB là ra là 3A. BH mà bằng BA, 3A vậy thì HC của mình chỉ bằng có A thôi. Thế thì mình có nè, BC nó bằng tới 4 lần HC lận. Thế thì khoảng cách từ B đến mặt SAC sẽ bằng 4 lần khoảng cách từ H cho đến mặt SAC. Rồi, bây giờ vẽ. Thì để vẽ khoảng cách chúng ta sẽ kẻ một cái đường đầu tiên là nó vuông góc với lại AC, xong lại lên đây. Xong rồi kẻ vuông góc qua. Ok, bây giờ mình sẽ gọi lần lượt các cái điểm ha. Cô sẽ gọi đây là điểm M đi, đây là điểm N đi. Cô kẻ BM vuông góc với AC, HN vuông góc với AC. Rồi đây là điểm K đi ha. Thì mình sẽ gọi lần lượt các điểm như sau. Kẻ BM vuông góc với AC, HN vuông góc với AC, HK vuông góc với SN. Rồi, bây giờ đi chứng minh nha. Đi chứng minh khoảng cách từ H chính là HK nha. Còn cái BM để đó tí nữa xài. Thì mình có AC vuông góc với SH, AC vuông góc với HN vừa kẻ. Thế thì từ đây suy ra được AC vuông góc với mặt gì? SHN. AC mà vuông góc với mặt SHN thì suy ra được AC vuông góc với HK. Rồi. Mà SN cũng vuông góc với lại HK. Nên HK sẽ vuông góc với mặt SAC. HK vuông góc với mặt SAC thì suy ra khoảng cách từ H cho đến mặt SAC sẽ bằng đoạn HK. Rồi bây giờ làm sao để tính HK? Muốn tính HK thì phải tính SH với lại tính HN. Rồi đi tính SH trước. SH thì nó sẽ bằng căn bậc 2 của FB bình trừ cho BH bình. Còn không thì bạn dùng tan sin cos cũng được. FB bình nó chính là bằng 12. BH là bằng 9. BH bình là bằng 9, vậy thì nó sẽ ra là A căn 3 ha. Rồi, còn HN trên, bạn lưu ý nha, tam giác CHN. Tam giác CHN đồng dạng với tam giác CBM nên suy ra là CH mà trên CP thì sẽ bằng HN trên cho BM. Cho nên là bài bằng nhiêu? CH trên CB là bằng 1 phần 4. Vậy thì suy ra là HN nó sẽ bằng 1 phần 4 lần BM. Mà BM tìm được không? BM thì sẽ bằng là
BM là đường cao trong tam giác vuông ABC thì cao nhân huyền bằng vuông nhân vuông. Thế thì BM sẽ bằng AB nhân với BC chia cho A, AC là bằng bằng bao nhiêu? HN bằng AB 3 nhân với 4 chia 4 hết 3 phần 5. 3 phần 5A. Rồi ok, HN bằng 3 phần 5A nhân SH nha. Rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ xét tam giác SHN. Đó, thì một phần HK bình sẽ bằng một phần HS bình cộng với một phần HN bình. Rồi, vậy thì suy ra HK sẽ bằng căn của 9 chia 25 nè. Chín chia 25 nhân với HS này tính ở trên là nhiêu ta? 3 hả? Rồi, với này là 9 chia 25 cộng 3. Là nó đây là 3 căn 17 phần 3 căn 7 phần 14. Rồi, vậy thì suy ra khoảng cách từ P đến mặt SAC nó sẽ gấp 4 lần đúng không? Là bằng 6 căn 7 phần 7 A. 6 căn 7 phần 7 A. 6 căn 7 phần 7 A, đáp án của mình là câu A. Ok, câu số 22. Câu số 22. Cho hình cho biết ABCD có đáy là hình vuông cạnh A, ý ra vuông góc với đáy. Rồi vẽ cái hình nào. Cái đề này thì nó chỉ khó ở mấy câu điền khuyết này thôi ha. S nè, A nè, B nè, C nè, D nè. Rồi, SA vuông góc với đáy nè. SC tạo với mặt SAB một góc 45 một góc 30 độ nè. Rồi. Đáy là hình vuông nha. Hình vuông cạnh A nha. SA không có bằng A rồi. E và F lần lượt là trung điểm của BC. Đây là E nè. Rồi, F là trung điểm của SD. Tính khoảng cách giữa DE và CF. CF đây. Rồi, DE đây. Được chưa? Khoảng cách giữa hai đường này là hai đường chéo nhau. Thì một đó là bạn đi tìm đoạn vuông góc chung. Nhưng mà thường cái kiểu mà tìm đoạn vuông góc chung á nó khó lắm. Nếu mà nó không có sẵn thì đi tìm khó kinh khủng. Vậy thì bạn hãy đưa về khoảng cách giữa hai đường chéo nhau thì sẽ bằng khoảng cách từ một điểm đường này đến mặt phẳng chứa đường kia và song song với đường này. Vậy thì bây giờ cô sẽ đi dựng nha. Cô dựng C. Bây giờ cô gọi C này là C gì đây ta? C, CM đi. CM song song với lại DE. Rồi, cô gọi đây là M nha. Thì cái tỷ lệ mình lấy nó không chuẩn, tại hồi nãy cái E cô vẽ nó hơi. Đây, để cô sửa cái điểm E lại nè. Chính xác là trung điểm thì cái đường của mình nó mới chuẩn được. Rồi. Ok. Đây là C CM. Rồi đẩy lên đây. Đẩy lên đây. Giờ con nối nó đâm thẳng vô trong cái chỗ này luôn đi ha. Rồi.
Nó chính là cái mặt này. Rồi đây, cô gọi đây là M đi. Còn đây là K đi. Được chưa nào? Rồi, thì bây giờ mình sẽ trình bày như sau. Trên đường thẳng AD lấy M. Trên này sẽ gọi là trên ti đi ha. Trên ti AD lấy M. Lấy M sao cho DM bằng một nửa AB, AD có nghĩa là nó bằng A phần 2 đúng không? Thì lúc này mình sẽ suy ra được là không, từ từ nha, nói cái chỗ vẽ hết. DM bằng A chia 2 nè. Rồi, trong trong mặt A SAD, trong mặt SAD mình lấy K là giao điểm của MF với lại SA. Được chưa nào? Rồi. Vậy thì suy ra DE nó song song với lại CM. DE song song với CM thì suy ra DE sẽ song song với mặt CMK. Vậy thì lúc này khoảng cách giữa hai đường chéo nhau đó là đường gì? CF và DE. Nó chính là bằng khoảng cách từ D cho đến mặt CKM, KCM. Đó. Rồi. Mà khoảng cách từ D á, thì bây giờ bạn xem thử nó bằng bao nhiêu lần khoảng cách từ A đây. Hồi nãy mình nói là mình lấy DM là bằng A chia 2 đúng không? Vậy thì khoảng cách từ D nó sẽ bằng 1 phần 3 lần khoảng cách từ A đến mặt KCM thôi. Vì AM bằng 3 lần DM. Rồi được chưa nè? Vậy bây giờ chỉ lo cái khoảng cách từ A thôi đúng không? Thế thì khoảng cách từ A giờ cô vẽ nha. Cô sẽ kẻ đầu tiên, cô kẻ A vuông góc qua CM. Xong rồi cô đẩy lên đỉnh K. Đỉnh K. Rồi cô kẻ vuông góc qua. Rồi. Cô gọi đây là H. Đây là H. Còn đây là Y đây. Gọi đây là A. Rồi bây giờ cô nói về cái chỗ AM với CD một chút. Thì khi mà mình lấy DM bằng A phần 2 có nghĩa là EDMC nó sẽ tạo thành hình bình hành. Hình bình hành thì góc ECD nó sẽ bằng góc CDM. Cho nên cái góc ECD vuông thì góc CDM cũng cũng vuông. Được chưa nè? Rồi. Rồi, để tí nữa cho nó dễ làm mà. Rồi bây giờ mình sẽ nói là kẻ AH vuông góc với CM nè. Rồi. AY vuông góc với KH nè. Thì bây giờ mình đi chứng minh khoảng cách nha. CM vuông góc với AH. CM vuông góc với KA. KA chính là SA đó, nên là SA sẽ vuông góc với đáy thì KA cũng sẽ vuông góc với đáy, nên KA sẽ vuông góc với đường CM chứa trong đáy. Vậy thì từ đây chúng ta suy ra được là CM vuông góc với mặt AHK. CM vuông góc với mặt AHK thì suy ra CM sẽ vuông góc với đường AY. Mà AY thì lại vuông góc với KH. KH vuông góc với AY. Thế thì từ đây mình suy ra được là AY vuông góc với lại mặt CMK. Đó. Thế nên khoảng cách từ A cho đến mặt CMK thì nó chính là bằng đoạn AY. Bây giờ đi tính AY thôi. Thì tính AY. Muốn tính AY thì phải tính AK và tính AH. Có hai cái vấn đề cần tính như vậy. Thì bây giờ để tính được AK nha, cô sẽ dùng định lý Menelaus. Áp dụng định lý Menelaus, định lý này viết sao ta? Menelaus. Rồi. Vào tam giác SAD có SAD có đường thẳng KF cắt ngang đi. Cắt qua. Rồi.
thì KF cắt qua cái đường KF là kéo dài tính là đường AM, thì cái điểm K nó nằm trên SA đúng không? K nằm trên SA thì cô có KF phần KA. KF phần KA. Rồi. F nằm trên đường SD. F nằm trên đường SD, vậy thì mình sẽ có là FD trên FA hoặc là FD trên FS hoặc là FS trên FD. Thì ở trên này chữ S nằm trên rồi, thì bây giờ xuống đây là S nằm dưới, vậy FD trên FS nha. Rồi M là nằm trên đường AD đúng không? Thì nó sẽ được là MA chia cho MD. Bạn ghi từ cái điểm mà nó giao đến hai cái đỉnh đầu mút của đoạn. Đồng thời đỉnh S nằm trên thì qua bên này, đỉnh S nằm dưới. D nằm trên thì qua bên này, D nằm dưới. Đó. Nguyên tắc của nó là như vậy, bằng một. Rồi tích này bằng một nha, tích này bằng một. Rồi vậy thì suy ra nè, KS trên KA thì cô viết lại, chứ F là trung điểm của SD thì FS trên FD là bằng một rồi. Phải không? Hay F là trung điểm không? Đúng rồi, F là trung điểm. Rồi M thì mình biết là MA trên MD là nó bằng 3. À, vậy thì suy ra KS trên KA là bằng 1 phần 3. KS trên KA bằng 1 phần 3. Vậy thì suy ra KA sẽ bằng 3 phần 4 lần SA. Mà SA có chưa? SA đề cho chưa? Chưa. Ồ, còn ở chỗ SC tạo với góc với mặt SAB nữa chứ. SC là góc với mặt SAB nè. Hình chữ của S là S nè. Hình chữ của C là B, bởi vì CB vuông góc với mặt SAB. Chỗ này cô trình bày nhanh nha. Thì nó chính là bằng góc giữa SC với lại SB. Bằng góc BSC bằng 30 độ. BSC bằng 30 độ. Rồi, vậy thì SA chính là cạnh kề, AB là cạnh đối hả? Tìm tan lấy đối chia kề. Vậy thì SA nó sẽ bằng là tìm tan lấy đối chia kề, vậy là AB chia cho tan của 30 độ. Rồi, vậy đây là bằng AB là bằng A đó. 3 chia cho 4 nhân tan của 30 độ. Là A 3A căn 3 phần 4. 3A căn 3 phần 4 nha. Đây chính là KS. Tìm tan lấy đối chia kề. Đây là AB chia cho tan. Rồi. Tiếp theo là sẽ đi tính cái gì đây? AH. Tính AH thì chúng ta hãy dựa vào tam giác ACM. Diện tích của tam giác ACM sẽ bằng 1 phần 2 lần AH nhân CM. Hoặc là bằng 1 phần 2 CD nhân với AM. Ha. Diện tích của tam giác ACM là bằng 1 phần 2 lần AH nhân CM và bằng 1 phần 2 lần CD nhân với AM. Rồi. Vậy thì suy ra AH nhân CM sẽ bằng CD nhân với AM. Rồi. AH chưa có viết lại nghe. CM. CM nó chính là bằng căn bậc 2 của CD bình cộng DM bình. CD bình cộng với DM bình. Còn CD cô viết lại. AM cô M thì bằng nhiêu? M thì bằng M viết lại luôn. M là bằng A cộng với A phần 2. M thì cô ghi là bằng A gì? AD cộng DM đi. AD cộng DM. Rồi vậy thì suy ra AH nhân căn của CD bình cộng DM bình là 1 cộng 1 chia 4 nè. Căn ra nè. Căn ra là bằng căn 5 phần 2A nè. Còn CD bên này là bằng A nè, thằng này là 3 phần 2A nè. Vậy thì 3 chia 2 là bằng, suy ra đi. Suy ra AH sẽ bằng là 3 căn 5 phần 5A. Ok, rồi.
Có AH rồi, có AS rồi, bây giờ đi tính AY thôi. Tam giác AHK vuông tại A thì 1 phần AY bình sẽ bằng 1 phần AS ở đâu AK bình cộng 1 phần AH bình. Rồi. Vậy thì suy ra AY sẽ bằng căn của AK bình nhân AH bình chia cho AK bình cộng AH bình. Rồi bằng. Máy nó bị điên. Sao nó không ra có đáp án ta? Ba mươi độ. CFB. Ủa khoan. U chích cha. CFB là góc này mà. Ồ. Vậy thì vừa vừa vào tam giác FBC. Chỗ nào SA đâu? SA tìm tan lấy đối chia kề, vậy là phải là tìm SA tìm sao? Chết cha rồi. Sai cái SA rồi. Rồi cô sẽ tìm lại SA ở cái góc này nha. Mình tìm FB trước. FB trước tìm tan lấy đối chia kề. Tan của góc 30 độ thì sẽ bằng BC chia cho FB nên suy ra FB sẽ bằng BC là A chia cho tan 30 độ là tan 3 là căn 3 phần 2 là 2 căn 3 hả? 1 chia cho căn 3 phần 2 là bằng 2 căn 3 phần 3A. Rồi ok. Còn SA thì nó sẽ bằng căn bọt 2 của FB bình trừ cho AB bình. Xin lỗi mấy bạn rất nhiều cái chỗ này. Nhìn này thấy nó hơi hơi cấn cấn. Là A căn 3 trên 3. Đúng không? Nữa. BC. BC tìm tan lấy đối chia kề. Vậy là 1 chia cho tan 30 độ. Chỗ này nó ra căn 3 thôi. Căn 3 thôi, rồi 3 3 trừ cho đây ra cái A căn 2. SA là bằng A căn 2. Rồi đúng rồi, bây giờ mới đúng nè. Vậy thì A chỗ này bỏ luôn. Vì chỗ này là căn 2A nè. Rồi. Vậy thì sai cái đáp án này thôi. Bấm lại nha. A chia 9 chia 5. Rồi nhân với lại 18, 18 chia 16. 9 chia 5 cộng 18 chia 16. Rồi. 3 căn 13 phần 13A. Có đáp án rồi nha. Xin lỗi mấy bạn vì ở trên cái chỗ này SB, SA cô tính nhầm. 3 căn 13 phần 3 căn 13 phần 13. Rồi, đây chính là cái đoạn AY. AY chính là khoảng cách từ từ A mà khoảng cách từ D là nó bằng 1 phần 3 đúng không? Rồi, vậy. Vậy. Khoảng cách giữa C gì? CF và DE thì nó sẽ bằng 1 phần 3 lần AI. Thì nó sẽ bằng là A căn 13 phần 10, 13. A căn 13 phần 13. Vậy đáp án của mình là câu D. Rồi. Vậy là mình đã làm xong cái đề số 11. Nói chung là nó chỉ có 22 câu. Nhưng mà
6 cái câu điền khuyết á là nó hơi hơi phức tạp, hơi dài, đặc biệt là hai câu hình. Thành ra là mình mất thời gian. Rồi các bạn xem lại có gì không hiểu các bạn hỏi nha. Cảm ơn các bạn.